Gói đầu suôn sẻ. Đây ở dưới này. Đây luôn. Thằng Lan. Hình như là mấy ổng không có giáp hay gì á. Chứ nãy giờ bắn thì thấy đa số là các phòng bắn hối nhanh chết gì đâu nè. Đây ở dưới này nghe tiếng rất là rõ luôn nè. Bắn trước luôn. Ôi trời ơi. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích, khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại Pentakill Profile, phát trên sóng FM tần số 64MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go. Chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Pentakill Profile ha. Và em là Ben đây. Thì bữa nay đỡ bệnh hơn rồi. Bình luận luôn. Wow, ông này chắc yếu rồi. Thì hôm nay em sẽ bắn cây M16 camo hay anh em, hay là cây M16 ADV ở cửa hàng Vicon á. Ôi trên hành lang cũng còn nữa. Thì chắc là khi anh em xem cái video này á, thì anh em đang thắc mắc là tại sao là cái cây 3Z mới thiên sứ nó đang hot, nó đang mới cáo như vậy mà em lại không quay, mà em lại đi quay cái cây súng củ chuối này. Thì để em kể cho anh em nghe một cái câu chuyện ha. Ngày xưa vào một cái buổi chiều nọ, nắng hoàng hôn đang nhuộm vàng, thì em đang ngồi chơi game thì mà thôi dẹp đi, ngắn gọn xúc tích là em qua bắn mà chưa có ấn nút quay nha anh em, đừng có ai thắc mắc về cái vụ này nữa. Em cạn lời với chính mình luôn á, bắn gần 3 tiếng đồng hồ mà không có bấm một cái nút quay luôn. Bắn cây 3Z mới cay thiệt chứ. Thì lâu lắm rồi em chứ mới chơi một cái rơm mà có 30 mạng như thế này. Bây giờ người ta chỉnh 12 phút không à. Ngày xưa thì chơi 30 mạng như thế này rất là nhiều. Đấy. Ôi, hàng kìa. Hàng quá trời hàng luôn. Ôi. Cái này khá là yếu nha anh em. Phòng này thì cảm nhận là ít người xài giáp nha. Chứ nãy giờ em bắn cái khẩu này mà cái phòng có giáp nhiều thì như là mũi chích inox luôn. Một viên mà vô người nó có đâu khoảng là 18cc à nếu có giáp á. Và tất nhiên là bắn đầu thì lại không chết ngay đâu. Bắn hơi chán một chút. Súng lại hơi giật luôn em. Ôi. Súng hơi bị giật luôn. Càng nhấp thì nó càng giật lên cao lên. Bây giờ em thấy là em sấy thôi. Sấy nó ngon hơn nhiều luôn. Bây giờ em sấy là chính, chứ không có nhấp từng viên nữa. Thật ra thì cái cây này nó cũng không có khác gì cây M16 thường hết trơn anh em ơi. Chỉ là nó có một cái bộ áo mới và cái nòng giảm thanh thôi. Trời, lụm cái súng của tôi luôn chứ. Sao mấy ông không mua mà chơi. Trời ơi. Bây giờ mấy ông có súng VIP rồi, mấy ông tôi đi mua súng camo tôi bắn mà mấy ông còn lụm nữa. Trời ơi. Ai cha, gần top rồi nha. Hồi nãy mới vô là top tới 8 mạng lận. Chơi 30 mạng này thì nhanh lắm anh em. Có khi top bỏ anh em 10 mạng mà anh em bắn tốt thì vẫn thắng như thường. Hey. Lụm luôn nè. Ôi trời, sau lưng. Cảm nhận là bắn từng viên nó giật hơn M16 nữa. Rồi đi chung với cây B228 củ chuối này nữa thì nãy giờ bắn 12 phút toàn là ăn hành không anh em ơi. Bắn được khoảng 50-60 mạng là cùng, chứ không có cầm top nổi. Một cái combo hơi bị yếu một chút, nhưng vẫn ổn, bắn vẫn được ổn, vẫn được. Ôi trời, nãy giờ bị bắn lén không ta? Mà bây giờ thì ít, chứ em nhớ xưa mình hay đua 30 mạng lắm nha anh em. Thường thì có nhiều ông vô làm một tăng là chưa được 4 phút nữa là ông 30 mạng rồi đó, nhất là mấy ông chém dao rồ á. Mà cay nhất là cái vụ muôn thở á, ngày xưa là hay bị mà bắn khoảng tầm 26, 27, 28 mạng gì á là bị kích á. Xưa có nhiều trận á, nó chơi tới hơn 15 phút luôn mà chưa tìm được người thắng á, vì chắc là kích đâu khoảng 2-3 ông cầm top luôn. Rồi có khi nó kích luôn cái ông top 2 trừ hao luôn á. Đôi khi tao thấy tội nghiệp mấy ông top 2 luôn. 12 phút thì nó ít gặp hơn. Rồi 26 mạng rồi. Chà, cũng rung lắm nha, mấy mạng cuối rung lắm anh em. Ồ, thấy chưa? Quýu tai rồi. Cái này thì được bán với giá là 6 Gocon nha anh em, cho 3 ngày trải nghiệm. Tức là mỗi ngày nó sẽ là 2.000 đồng, thì cũng không có đắt lắm. 8.000 bây giờ chắc mua được 2 gói 13 miền.
Chứ xưa thì 6.000 nó hơi bị to đó, chơi được 2 tiếng nét đúng không? Còn có 1.000 là bắn không được. Đây đây đây, hàng đây. Ôi, chắc là mình thắng rồi. Nói chung là anh em bắn trải nghiệm thôi, chứ cái khẩu này nó không ngon nha anh em. Ráng xem đỡ đi, rồi chiều đây em dùng mỹ nhân kế coi có ai cho em mượn cái cây 3Z mới không. Rồi, bye anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ.